quá nổ. Sao Nước Nam cháu gần Việt Nam. Ngồi cõi đó chở gì đó. Thầy đấy, thầy nói con người có tổ có tông học hay chữ nghĩa thôi, sao không phụng thờ hiếu chung chuyện tích xài xài người đời. Người đời biết thượng thờ mẹ cha ơn tổ tiên dành tặng con cháu. Bởi vậy, nhưng trước ngày nay tặng. Bởi vì ông mới nói là ông cha còn ở điện đầu khuyên mày hãy niệm một câu Di Đà. Đúng rồi, mày phải niệm một câu Di Đà. Mày hung như phá không chị, đặt cài bảy cùng mày liền đi đâu. Ông cha ở điện đầu, biểu mày không phải niệm một câu Di Đà. Hả con, mở mồm, mồm xong mồm miễn lên còn mồm non. Đổi chồng, đổi vợ, đổi con, đổi sông, đổi núi, đổi hồn là tiên. Qua đường năm nước đàng đàng, qua lộ văn giáo máu tràn dưới sông, đổi nhiệt nhật đổi nguyệt đổi phong đổi năm đổi tháng đổi trăm ngày giờ, đổi ông cha để đổi nhà thờ đổi cồn đổi bãi đổi cờ năm ba, trời ơi âu á bốn phương nước tràn bờ khỏi có ăn thầy kỳ, chuyển lưng bỏ bực khuyên thì hướng nhiên trời đất lập thì thượng quân khiên chồng anh chị làm ơn anh nghe ở thật. Ngay thật hơn làm giàu dĩ sao cho khỏi máu đào, dĩ sao cho được tấm bào Phật ban, chó ai mà bỏ nhà qua theo tôi đến lúc làm hàng. Cạo lông chia thịt gom toàn năm châu, thuộc nhỏ đậu quá sâu nằm ăn cá hát hay đâu quý vị. Châu phu nhất giỏi hay bị để cho nước cạn thì trời chơi, mặt đồng vướng mũi nghỉ ngơi, thượng ơn Tết chiều mơi đó gần. Nghe chị chạy mấy trăm năm rồi đó. Mấy trăm năm rồi đó. Ba gần rồi. Điện cô Tám mày không phải điện, bắt cho chị điện cho chị nghe. Nghe chung cho nó vui. Nói chung là bữa nào là cũng chị hợp. Em hưởng, chị em mình hưởng chung, nữa về chung. Không nghe mình lên được. Ông gần thấm mổ, thấp sơn, lý cơ, khai mở, thì sơ kỳ này, dị tổ thứ bảy kỳ này phải tập. Chưa đời hiểu quyết thượng lai đứng đầu. Cục gì anh nói, cục gì anh nói. Chỉ tổ thứ bảy kỳ này phải không? Bởi vậy đờn kêu tìm kiếm lão ông, lão ông trở lại đất đồng Hưng Nghiên. Đất đồng Hưng Nghiên hay lắm rồi, chỗ này hổng hổng có mấy ông kia ông sợ ông la làng hoài. Ông la làng hoài tại vì á tại vì là tới tới cái màn cái lớp thì ta sắp đi du rồi la làng hoài cách tuần sắp lớp cách màn kỳ ba mà mấy giá hùng đời đến rồi tới là tới cái những tư lự mà không có duyên á là việc từ đó tự nhiên cái mày kêu việc chứ không có cái gì tao hưởng mày 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 em mày 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 lo hỏi gì đó chị biết chị nghe chị coi chủ nhật á rồi có lên chơi mà em livestream không hay là em quay đem về em mấy vải là sao cũng được tại vì em muốn hai kênh em muốn làm gì được à chị nghĩ một cái em livestream đi một cái live còn một cái về chỉnh à một cái về ấy chị nghĩ vậy á. Mà nói chung á chị ơi, thì giờ làm ai coi được thì tu niệm được thì mình chứ thật sự giờ la là biết rồi là mấy chục năm hết rồi anh nào mấy la khan của họng hết. Nhưng mà có cái à, đợt này á, là mấy chính xác đợt này nó mấy cái vô câu mà đứt đầu đứt con trâu khóa tổng khóa chuồng đó tám mình tao mới sợ đứt đầu đứt con trâu sợ con chuồng đó. Giờ từ cái giấc mà dịch tới giờ tao mới sợ dữ gì đó đứt đầu đứt đứt con trâu xuống chuồng từ năm thủ tới giờ để mấy tới năm vắng cái đầu gắn nhất cứ hang coi người sợ dữ năm vòng. Nguyễn này nước Mỹ đó, nước Mỹ thành là nó năm cửa thì trời dòng,
nên rút mày nổi lòng đồng chí danh thảm tóc toàn mỹ thứ thương hại đối đạo giống là hồng. Dạ. Con dòng mới nữa rút nhanh mà trong quá tánh sức thanh hải hùng. Dạ. Bởi vì thầy nói với Phật thầy cũng không xa, không có khác rồi. Đó. Thì cái ổng hai ông đó tôi ra con ông nào đi vòng cái biển Cù Lao tôi chỉ giải nó người ra mười một đức Phật trầm nói ra ăn gờ mười một hồi cũng ra tại có một lý một hà có vị một hà chị cũng có một bài cũng lại cũng đau với mày. Dạ. Trời ơi mấy ổng nói là con dằn thấm đổ tích chân lý cơ hay mở thiệt hơn thì này vị tổ thứ bảy kỳ này phải không cho đại hiểu biết thượng lai biến động tu lên phạn mặt mày người xung tu phạn mặt mày người xung ông chị giải cũng kêu mày mười một hồi cũng kêu mày đợi với người tự tổ thật với trời dắt mời trong cậy cũng kêu mày giải nhắn chờ người phụ trách thật với trời thân định cho ta thật với trời thân định cho ta thời này nhiều quỷ cùng ma trời mở cửa quỷ dương xuống thế trời người tự tổ không à mà bây giờ mày nó bây giờ nó xuống chưa mà con thấy gì đâu mà nó nấu đá dữ vậy ta? Ai? Quỷ Dương xuống chưa mà nó nấu đá dữ vậy? Ờ, nó xuống thì nó xuống hiện giờ là tài chổi tài trí chổi trí đạo tranh đạo đời cái nó là nó bên Ma Dương xong Ma Ba Tầng thôi. Bây giờ con thấy nó cũng khuyến dụ người ta rồi nó ra mối đạo tùm lum chứ không ta vô ăn theo mấy người tà thì phải theo nó tà theo tà chánh theo chánh nó không có cái duyên rồi nó theo bên tà mà này nó mới tiêu hết nó không mình mình tránh nổi tâm hậu bởi vậy ông Phật không có Phật nói với câu hai thằng người chập chững như yêu á. Thờ ơi, tao nói hoài cho mấy thằng ơi, mấy bà ơi, làm chân chánh mấy bà mới hưởng, chứ không chân chánh mà này. Là cửa thương ban còn phá cổng nhà cha chưa sửa, cửa đóng thang gài con mà hiền dạng thống hai đứa ngủ nghịch một ngoài đứa khổ. Dạ. Đó là không đúng mà màn này rất là tiêu đứa chân. Mà thầy dặn đấy, rồi. Thầy tự chẳng gớm ta. Mà thầy dặn rồi đó Tám. Thầy dặn mình á, thầy nói bắt đầu á, từ mang một tấm áo già mùi thiền đã thấm ở nhà là phai ha. Rồi thầy nói tới là một đời một đạo đến ngày chung thân á, là dặn cho mình. Trời ơi, mấy người này là lòng người chập chững như diêu, đụng đâu tắt đó mai chiều nát thầy. Nát thầy không có căng để làm chuyện bất hơn. Cũng như mấy cái người mà bây giờ muốn xưng hùng xưng bá là chắc là không thì sát tiêu hồn á. Dạ thì mình nếu như mà muốn đi cho đúng hành cho y thì phải coi giáo lực của thầy tổ để lại đó. Đâu được Phật cứ quy được người không có coi theo giáo lý đàn tự nhiên trong bụng mình đó là mình suy nghĩ cái mình đọc ra mình đọc là mình giác mình ca mình nói khơi xong là mấy người bên đó bên ta đi lệch chân lý mà bây giờ không, đâu, không có hưởng không được đâu mà thấy cái dần dộn sẽ tiêu tan từ từ mấy bạn không có còn ca muốn gì nữa hết thì từ từ nó cũng bị diệt đó. Tiêu hết trơn rồi, đâu có còn cho mày mày muốn mày ca mày chân hùng chân bá nữa. Cái mày tiêu hết trơn ấy, mình hưởng. Nó tự diệt nhau hả ta? Người này đó tự diệt nhau, tiêu đều với nhau. Mày để mày coi. Tự tư tư tư. Vậy nó mới vô câu là bắt chiếm tự nhiên thành hả nó? Còn cha đó chả thích chành cho nói
18 nước kéo vô, tới nước nào kéo? Nước đường kéo nước dài. Nước đường kéo dài. Cho nói nước Việt Nam nó làm chủ, biết rằng làm chủ không? Việt Nam là chủ cơ đồ. À, Việt Nam đó là bắt chiến tự nhiên thành, mà Việt Nam mà Đại Nam là ngự bệnh gì không? Ông không biết nói như thế này cho các nước đại đồng tiểu bang. Dạ, ông không có tiếng sấm nổ mà không biết là ở trong giảng xưa tôi nói ngoài ông Châu mở hội phong thần nước Nam Việt là trường thi dạng quắc, ông đâu có biết. Dạ. Ông nói như chị thì con khóc đi rồi, ông không biết nó hết. Rồi tao nghe ông nói là con khóc khóc đi rồi, đâu có thuộc hết đâu. Nông giác đâu có dài ngay đi rồi. Giờ ông nói đài đầu đồ nó cho tạ ơi. Nơi nơi hiển núi lập đời trường xanh. Đài đầu thờ ơi, nói cho nó xuân câu. Phật bà ra phép giá sông, thay kinh lập lộ. Lập đời trình xanh. Gia công lập đời, lập đời trình xanh luôn. Có nghĩa giờ đã ra kia. Đã nông lập dẫn thôi, ngôi trời nơi nơi hiển núi lập đời trường xanh. Bây giờ đồng ý mới hưởng nè. Bây giờ ta lập rồi còn gì nữa. Con là cháu mày luôn đó. Còn tử sao le lập đời. Bây giờ ta muốn xong người ta khai lộ rồi người ta làm chứ còn gì nữa. Bây giờ thì người ta muốn xong người ta khai lộ, khai kinh đầy đủ hết còn gì nữa. Núi người ta cũng làm cho nó hoàn chỉnh, cho đẹp hết rồi. Khán giả đi hỏi đó. Khán giả chứ cũng được đi hỏi đó nghe. Giả nhau, thầy ơi, không có khán giả. Cái người hát phải có khán giả coi mới được đúng không? Mình là khán giả coi. Mình là khán giả. Không phải biết không phải biết. Không biết. Không biết. Không biết. Thì biết. Cái này ai tin người đó hưởng giàu sang phú quý chung sướng. Tự nhiên mình về mày giàu tại thế, tự nhiên mày sung sướng tại thế. Người nào không không có đức nặng, lỡ rồi đầu gối chân mông họ khó gì chứ. Thì ở tại thế thì sống thì an nhàn thanh đạm, giàu sang phú quý, tháp thì về ngồi tòa sen, chứ có gì đâu. Rồi rồi là cũng về khỏi trên khỏi cái trên nữa, chứ không phải mà tháp rồi thôi đâu. Tại vì qua đời thờ thượng quân chân lành cái ngọt nên khi đầu thai lại còn tốt hơn bây giờ. Thì sau này á, là người ta lập lại là cây lành cái ngọt muôn thiên, rồi chim quanh đua hót à, khắp nơi hoa nở, rồi chỗ nào á, là nó cũng tốt đẹp hết, không mặn không mặn không mặn mà có ăn. Không mặn mà có ăn, mà không lo có mặt mà hưởng đời là sung sướng. Mấy chục năm trước đời cha là mọi người mặn muốn chết mà không có nhiều luôn bạn, mà mặn muốn chết luôn mà cật tay chân của anh tay chân mà lại không sung sướng, không có ăn được ngon như bây giờ. Quần áo bạn mày thấy ăn dài nó lớn, còn bây giờ mày thấy như vậy mà một người cũng thấy độ nhiều cái chả bộ mấy này. Đúng rồi, hồi xưa nhà trên chắc đó. Xong rồi thì nói ngoài hồi xưa nhà trên hồi đó mình nhớ không, nhà tre nhà lá không, bây giờ nhà nó nhà đúc nhà bạn không đang thử cả thì thì hồi đó đó là mình đi đâu đi bộ không giờ, mình lên xe mình chạy đường xa dạng dặm mà đi có một giờ giờ thời gian mới ngày sau bà kể cho mong là về thấy là mấy bài bay cái máy đường đi dạng dặm xe đi có giờ sao vừa đổ lúc mà mình đặt lại cũng tướng vô cùng thảnh thôi, dạng bực ăn chơi nghèo cùng khổ hẳn đời khó khăn giờ nó cũng cải thế đó. Thì cái đó là đang tiên tri của Phật thầy á, thì về đang chỗ ra. Cái quan hệ ông mình.
hồi xưa xuống thăm ngoại là đi là bộ là cầu chết á, lần xe ngoài cầu chết là lội vô. Ủa đó cô dám nói rồi em nói đó, đợi giờ hưởng cả thế chỉ thấy không giờ người ta bằng ăn chơi ca hát múa nhảy không. Bữa hổm em trên nhà cô Tám quay về em nói mà anh thấy không, anh đi chỗ nào có linh nghiệm tao mới đi. chỗ mà trên điện cô Phong điện Ngọc Hoàng rồi lên trà cánh rồi tao mới đi. Chị mấy cái chỗ đó tao đi. Vậy, nào về nữa, mình đi ra góc đi, đi. Có chị lên điện Ngọc Hoàng rồi đó. À, chị lên của Quyền đó, ngay chỗ... À, đó, đó, của Quyền đó, chị lên chỗ của Quyền đó. Lên trăm hộ, tao lên chỗ ảnh, tao đồ tao cúng dữ vậy. Qua cúng mẫu nữa. Dạ, qua cúng mẫu nữa. Cúng Ngọc Hoàng nữa. Dạ. Chỉ rồi đó là anh lên nữa, tám lên nữa, lên trở lại là làm coi. Lên đầu lên tại với bà tôi lên đi kiếm Ngọc Hoàng thượng đế. Tao mà lên ông ngoại cho tôi lên chưa chưa lên. Lên Ngọc Hoàng ơi, Ngọc Hoàng khóc quá khóc. Tôi nói Ngọc Hoàng lên tới thì con. Ngọc Hoàng lên tới nè, lên Ngọc Hoàng lên tới. Cứng tại cho Ngọc Hoàng. Cô Tám mới cũng mới nhớ nè, bây giờ cô Tám á, cô Tám ơi, cô Tám kể lại cái vụ mà cái ông cái chú dẫn viên á rước thầy á đi rồi trả thầy về sau đó, cô Tám kể đi cho chị nghe luôn coi. Cái cãi mà rước chân dung mình muốn xảo á. Vậy nguyên dung thầy á, vậy nghe cái cô Tám nói nè, giữ nhà luôn rồi ông trong nhà nè, chị nghe đi nghe. Lãi nhà lãi đẳng khang đức quỳnh giáo chủ ngày lên 8 tháng 5 cái ta nói mày quỳnh thỉnh quỳnh cuốn sổ đi mà đưa quỳnh cuốn sổ về mà chịch quỳnh cuốn sổ khỏe khổ. cái ta nói mày biết quỳnh cuốn sổ là ai không, ta nói là ta là quỳnh cuốn sổ là đặt được chân tên là cái nhào đến cái ghế quết đầu tao con không ca mấy người kia ca bắt đầu về là bắt đầu là méo hẹo cái miệng người ta biến mất ghê không chị, người ta chết rồi không mấy người chữ thôi giờ dưới cho ai thầy thử rồi chút xíu không nên rằng thầy mới có thử không mà ông nóng ai, ông nóng con trai mà đã nói đạo là bị cúng đã. Tao đi lại một lần đâu có xe thì biết rồi, bây giờ đi xe muốn lết cổng là xuống dưới tao đi dưới tao nôn tao chạy vô hơn dịch đẻ ăn tao vô tổ đình tao làm thao thao bác thầy cái này cô thấy chuyện cái xe gì đó không kìa đó là tao muốn đi xe khác. Ở đâu ông xe chữ thịt đỏ, ở đâu chỉnh mặt, giữ thịt kìa. Đi về xe thịt đỏ, giữ thịt kìa. Kênh 13 đó. Nghe quá, dễ không? Đi xuống hai xe ba mấy người. Đi hồi về, ổng không chở gì. Xe khác chở gì. Khổ. Đầu đầu Tam kể lại cái dân ngồi xuống đàn thật mẫu rồi Tam. Chỗ nhà chỗ mẹ của thầy đi ăn tao đi với ông bà đúng cái ông thích cái xô của tao cái tao nói thì ông nói cuộc tao cuộc tám cuộc đi là đó cô đừng có nói giảng kinh cô im cô tám cái nói mày bổn phận mày đi theo tao học thì mày đầy mày xách cái xô tao chứ mày không có mà cấm tao nói được, tao nói gì vậy tao nói mày đi theo tao thấy nghĩ nghe lời tao tao ngu đi để đó gặp được chân tên giả thao thao thiệt mày luôn nói thao thao thiệt rồi bắt đầu có đó nó có văn hồn bây giờ tao nói thấy nó biết nó tôi gặp bà này nè ở trên đi qua đạo Thượng Giang thấy mà đi qua đi lại nè bà đặt được chân tên nó giảng thao thao bất thiệt thao của bà này nè cái ăn quá lớn lắm nè đã nói gì tao dỗ mấy tao hết trơn mừng luôn bó rồi tao nói sao tao học thiệt ông kia ông khác ai chẳng động gì tao
Ông kia cũng xách thùng nước à, ông sợ bị sợ đi khơi khơi đi với bả lên lỡ có gì nữa nè. Tao nói mày đi sao phao mày im đi. Tao đi xuống đất có quảng trần như thành lại cũng mà trần như thành mà ai dám tới đó mày. Mày nói gì mày? Mai đào không xa xôi, quay đầu lại thấy rồi, thấy ga mau hay chậm là do sức tỉnh